20% dân số sở hữu 86% tài sản. Và đó là một con số công bằng trong xã hội này. Mọi người thì vẫn thường nghĩ rằng là cái sự công bằng xã hội là khi mà tất cả mọi người có một cái sự bình đẳng như nhau, có những cái thu nhập được ngang bằng nhau, có được những cái chuẩn mực về cuộc sống giống nhau. Nhưng thực sự thì cái sự cân bằng cuộc sống nó không nằm ở như vậy. Nếu mà các bạn tưởng tượng ra có một bể cá, trong bể cá đó tất cả những con cá lúc đầu hầu hết là to bằng nhau, chỉ có một vài con cá nó to hơn các con cá khác một chút thôi. Thì dần dần những con cá đó ngày càng sẽ ăn nhiều thức ăn hơn, và dần dần chúng sẽ đẻ ra những đứa con lớn hơn, và dần dần đến cuối cùng ấy, thì 20% số cá nó sẽ ăn 80% số thức ăn. Hầu hết những con cá nhỏ thì nó sẽ mãi mãi nhỏ, và những con cá lớn thì ngày càng nó càng lớn lên. Và đó là sự công bằng của xã hội, chính là cái cách mà chúng ta đang set up cái xã hội của chúng ta bây giờ, đó là xã hội tư bản. Chính vì cái lý do đó mà trong cái video này thì tôi muốn nói đến cái việc là những cái bước để chúng ta có thể xét lập chúng ta, để chúng ta rơi vào cái phần 20% có một cái cuộc sống mà thành công hơn, chúng ta có một cuộc sống giàu có hơn. Và tất nhiên là ở đây thì chúng ta cũng sẽ không áp đặt cái cuộc sống này cho bất kỳ ai cả, mà tôi nghĩ rằng là đối với những người nào mà họ có thể có một cuộc sống mà bình thường họ cũng thấy ok, thì tôi thậm chí tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời hơn, khi mà họ có thể cảm thấy hạnh phúc ở ngay trong thực tại, cảm thấy hạnh phúc ở với những cái gì họ đang có, thì đó cũng là một cái rất là hay. Vậy thì không đợi nữa nhá, tôi sẽ bắt đầu đi vào những cái bước để chúng ta có thể xây dựng được những mối quan hệ giàu có. Cái bước đầu tiên ấy, đó là chúng ta phải xây dựng thiệu cá nhân của mình là gì. Các bạn mà cứ để ý ấy, trên Facebook ấy, thì sẽ có một số người họ sẽ tập trung vào cái việc xây dựng cái thương hiệu cá nhân của họ rất là rõ ràng, và thường là những cái post của họ sẽ tập trung vào đúng một cái mảng đó. Ví dụ như là trên Facebook của tôi thì có một người là mentor về cái việc bán hàng cho tôi, thì có 90% tất cả những cái Facebook của anh ta thì đều tập trung vào cái việc anh ta là một chuyên gia bán hàng. Và cái này nó giúp cho cái việc là bất kỳ khi nào mà tôi cần một cái sự giúp đỡ gì đó về bán hàng, hoặc là bất kỳ khi nào mà đối tác của tôi cần những sự giúp đỡ về bán hàng, thì anh ta là người duy nhất và đầu tiên mà tôi sẽ nghĩ đến. Và khi mà các bạn đã xác định được cái thương hiệu cá nhân đó ấy, thì các bạn cũng phải xây dựng cái thương hiệu cá nhân đó cho bản thân mình, để mỗi khi những cái người giàu có hơn, những cái người thành công hơn bạn họ tìm bạn ấy, thì họ cũng biết là bạn đang là người gì, bạn đang là chuyên gia trong lĩnh vực nào. Cái bước thứ hai đó là các bạn phải xây dựng cái sự tự tin cho mình. Tôi cũng đã làm một cái video về cái việc xây dựng sự tự tin. Và cái việc xây dựng sự tự tin nó không phải chỉ là từ cái cách ăn nói, nó không phải chỉ từ cách ăn mặc, mà nó là từ cái quá trình tích lũy kiến thức, kinh nghiệm của bạn, để bạn có thể giúp được cái chuyên gia hoặc là giúp đỡ những cái mối quan hệ giàu có hơn của mình. Khi mà xây dựng cái sự tự tin này thì tôi vẫn nghĩ rằng quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng năng lực của mình. Thứ nhất là kiến thức, thứ hai là kinh nghiệm, và thứ ba là thái độ. Khi mà chúng ta chăm sóc cả ba cái góc của năng lực như vậy thì càng ngày chúng ta sẽ càng tự tin hơn. Và khi mà chúng ta đối diện đối với những cái người mà thậm chí là giỏi hơn hoặc giàu chúng ta rất là nhiều, thì chúng ta sẽ có một số cái sự tự tin nhất định để chúng ta có thể nói chuyện cùng với họ. Sau khi mà các bạn đã xây dựng được cái sự tự tin và xây dựng được cái thương hiệu cá nhân của mình rất là rõ ràng rồi, thì lúc đó là lúc các bạn bắt đầu đi tìm các cái sự kiện mà trong đó các bạn nghĩ rằng các bạn có thể xây dựng được những cái mối quan hệ đối với những người giỏi hơn. Trước đây thì có một cái lỗi mà tôi hay gặp khi mà tôi muốn xây dựng những mối quan hệ ấy, đó là tôi hay đi tham dự những cái sự kiện về startup, những cái sự kiện về tài chính, và tôi đi tham dự những cái sự kiện đó mong được là tôi sẽ học được một cái gì đấy. Nhưng mà thực ra 100% là tôi sẽ không học được cái gì mới cả, tại vì tất cả những cái vấn đề họ đang nói ấy, thì đều là những cái vấn đề mà báo chí cũng đã nói đến rất là nhiều, hoặc là về kiến thức chúng ta khi mà chúng ta chịu khó đi học hỏi thì chúng ta cũng đã học rất là nhiều rồi. Vì thế cho nên khi mà chúng ta đến những cái sự kiện đó ấy, thì cái mục tiêu số 1 đó là chúng ta cần phải đi tìm những mối quan hệ. Và cái cách để xây dựng mối quan hệ ấy, đấy là các bạn hãy dám tiếp cận đối với những người giỏi hơn mình. Thậm chí là đối với tất cả những cái sự kiện mà tôi tham dự thì tôi đều không ngần ngại để tiếp cận những người diễn giả, những cái người mà chia sẻ những kiến thức cao đó. Thậm chí là các bạn có thể nghĩ rằng là họ quá giỏi, họ quá là xa so với cái tầm với của bạn, cũng hãy mạnh dạn để tiếp cận với họ. Và ở đây ấy, thì tôi sẽ có một cái tip nhỏ nhỏ dành cho các bạn ấy. Đấy là khi mà các bạn tiếp cận họ thì các bạn hãy chuẩn bị những câu hỏi mà các bạn có thể hỏi họ, và bắt buộc phải là những câu hỏi thông minh. Nếu các bạn chỉ hỏi những câu hỏi gì đó mang tính kiến thức hoặc là mang tính gì đó mà nó sáo rộng ấy, thì cái người diễn giả hoặc cái người mà giỏi họ sẽ nhận ra ngay. Và nếu mà người mà lịch sự thì họ sẽ đáp trả lời câu hỏi của bạn một cách rất đơn giản. Còn nếu mà người đó là một người đánh đá khó tính ấy, thì thậm chí họ sẽ bảo là đi về mà Google, tại sao hỏi tôi câu hỏi đấy làm gì. Thay vì đó hãy hỏi những câu hỏi thông minh, hãy hỏi những cái kinh nghiệm mà bạn đang gặp vấn đề, hãy hỏi về cái chuyên môn của họ, họ đang giải quyết những vấn đề đó như thế nào, và thực sự là muốn học hỏi từ họ chứ không phải là chỉ để hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn. Sẽ có một cái test đơn giản như thế này: nếu mà tôi có thể tra được Google ra cái câu trả lời cho câu hỏi của bạn ấy, thì bạn đừng có hỏi câu hỏi đấy. Và đấy là cái cách bước đầu để chúng ta chứng tỏ mình là một người chuyên gia, mình là một người có kinh nghiệm trong ngành, và mình muốn xây dựng những mối quan hệ với những người giỏi hơn để mình được thành công hơn và được góp nhiều sức, nhiều giá trị hơn cho xã hội. Bước thứ tư, sau khi mà bạn đã bắt đầu đặt những cái gạch đầu tiên để xây dựng mối quan hệ đối với những người giỏi rồi ấy, thì chúng ta hãy tìm cách để tạo giá trị cho họ. Những người giỏi thì họ cũng cần rất là nhiều người đối tác, họ cần rất nhiều người có tài, có tâm để làm việc cùng với họ. Và các bạn đừng lo, nếu mà các bạn là người giỏi, các bạn thực sự là những người đã xây dựng được cái sự nghiệp của mình dựa trên mối thiết hiệu cá nhân nào đó và tự tin nhất định về cái chuyên môn của mình ấy, thì các bạn hãy đừng ngần ngại mà tìm ra những cái thứ mà các bạn có thể tạo được giá trị cho những cái người thành công đó. Có thể là những cái thứ bạn giúp, có thể là trong chuyên môn của bạn, có thể là trong các mối quan hệ của bạn. Hãy nói chuyện với họ, hãy
hỏi họ là họ đang cần gì, họ muốn gì, và hãy xem là trong cái bộ kỹ năng của mình, trong bộ quan hệ của mình thì mình có giúp được cho họ không. Và đấy sẽ là những cái việc này tiếp theo để các bạn có những mối quan hệ bền vững. Bước thứ 5, sau khi mà các bạn đã xây dựng được những mối quan hệ đó rồi ấy, thì đây là cái lúc mà các bạn cần phải chăm sóc nó. Các bạn đã có thể là tạo ra được hàng chục mối quan hệ, nhưng mà sau khi mà các bạn đã tạo được những mối quan hệ đó rồi ấy, thì các bạn sẽ nhận ra là chỉ có một vài người là hợp với cái phong cách làm việc của bạn, có chung tầm nhìn về cách tạo giá trị cho xã hội giống như bạn. Và đó là cái lúc mà bạn bắt đầu dành thời gian ra để các bạn chăm sóc mối quan hệ đó. Và có rất là nhiều tip mà ở đây tôi có thể cho các bạn. Đó là thứ nhất là các bạn không chăm sóc quá nhiều mối quan hệ. Các bạn hãy chỉ chọn ra khoảng 2 đến 3 mối quan hệ mật thiết nhất của mình đối với những người thành công hơn mình để các bạn có thể chăm sóc những mối quan hệ đó. Tip thứ hai, sau khi mà các bạn đã chọn ra các cái mối quan hệ mật thiết của mình rồi ấy, thì hãy thực sự quan tâm đến họ. Hãy nghĩ xem là họ cần những cái gì, chăm sóc những cái thứ nhỏ nhất trong cuộc sống của họ. Ví dụ như là khi mà các bạn tặng họ một món quà Tết thì hãy suy nghĩ xem là họ thích cái gì và chọn những cái món quà mà thực sự là họ thích, chứ không phải là chỉ tặng một chai rượu hoặc là chỉ tặng một hộp bánh. Thậm chí là nó đắt tiền đến mấy đi chăng nữa, các bạn có thể tặng một chai rượu 50 triệu nhưng mà nó sẽ không giá trị bằng. Ví dụ như là các bạn biết rằng là họ thích hút một loại xì gà nhất định và bạn tặng đúng cái loại xì gà đó ấy, món quà đó có thể là nó chỉ giá trị nó chỉ bằng 1/10 một cái chai rượu thôi, nhưng mà cái ý nghĩa trong cái việc tặng quà đó nó khác hẳn so với cái việc là các bạn tặng một món quà gì đó đắt tiền. Và đó sẽ là cái mà giúp họ nhớ đến bạn, và mỗi khi mà họ cần một cái gì đấy, họ cần một cái giá trị mà bạn đang có ấy, thì bạn sẽ là người đầu tiên đứng trong cái danh sách mà họ cần. Và cái tip thứ ba và là cái tip cuối cùng ấy, đấy là các bạn hãy liên hệ với họ. Thế nhưng mà các bạn đừng liên hệ chỉ là để liên hệ. Hãy liên hệ khi mà các bạn cảm thấy là các bạn cần cái sự mentor đúng với chuyên môn của họ. Đừng thỉnh thoảng nhắn tin cho họ rằng là dạo này họ có khỏe không. Thay vào đó hãy chủ động mời họ một bữa trưa hoặc là một bữa cà phê, và sau đó là có thể là chúng ta sẽ có thể hỏi và chia sẻ các cái quá trình cuộc sống của chúng ta từ lần trước chúng ta gặp và trong cuộc sống của họ cũng như vậy. Có thể là nhiều khi các cái cuộc nói chuyện về follow up đó thì nó chỉ mang tính là chúng ta chăm sóc cái mối quan hệ của bản thân mình. Nhưng mà các bạn hãy nhớ rằng là các bạn đã chọn ra những mối quan hệ tốt nhất rồi. Vì thế cho nên là mỗi cái lần chăm sóc như vậy thì các bạn ngày càng đào sâu hơn và giúp cho cái mục tiêu của bản thân mình biến thành hiện thực. Cái lời khuyên cuối cùng mà cho tôi trong cái việc mà các bạn xây dựng mối quan hệ này ấy, đấy là nó cũng giống như các việc khác trong cuộc sống mà thôi. Các bạn đừng quá vội vã, các bạn đừng nghĩ rằng là một mối quan hệ nó sẽ đến ngay lập tức được với bạn, hoặc là bạn phải tìm cách để các bạn tạo dựng được nhiều giá trị nhất từ mỗi mối quan hệ. Các bạn hãy nghĩ rằng là những mối quan hệ đó nó là một phần ở trong cuộc sống, và hãy nhớ lại rằng là cái tâm nhìn của bản thân mình là gì, và tìm những cái người đã thành công và cũng có chung cái tâm nhìn đấy để chúng ta có thể tạo được nhiều giá trị nhiều hơn cho xã hội. Và chính từ cái việc đó thì các bạn mới bắt đầu càng ngày càng thành công hơn, và tỷ lệ thuận với đó là càng ngày các bạn sẽ càng giàu có hơn. Chúc các bạn thành công. Xin chào bạn. Nếu bạn đã xem đến hết video này rồi thì hãy bấm vào nút subscribe và bấm vào nút chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới nhé. Xin cảm ơn.